Rồi, đi ra theo đoạn này, theo cái ngõ này ra đây ha. Không, thấy ngôi chùa này là quy mô nhất trong cái đám chùa trước giờ mình đi ha. Cổ nhiều, châu đốc ba, cổ gỗ nhiều mà rộng quá trời rộng ha. Ra vào đây. Đây mình gặp hai đồng có thể lắng nghe là chùa. Đâu đòn đi đâu rồi? Đòn ở phía sau rồi, trời quá rộng. Tượng Phật nằm nè, nằm niết bàn ở phía xa ha. Là cái ủ bông giấy sao mà nó bự ơi là bự ha. Trang bự thiệt bự. Đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ha, tượng ngài nằm. Quá lớn luôn á. Tháp nè, chắc là tháp cốt á. Tử hành lễ với ngài nè. Trên đây chú quá cái vàng bông giấy ở dưới, ở phía dưới nè, quá sức không. Chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni à. Chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni ha. Đây là cái tiếng gì ạ? Tới gần thì không lấy hết ngày ha. Đây. Ba trời, bầu trời xanh trong mát. Đây. Toàn là chư Phật hiện lên không? Trời lặng rồi. Sắp lặng rồi, mát quá. Trong đó không biết thờ ai ha. Đây, đứng đây thấy rõ ngài nè. Thấy hết ngài luôn á. Tư thế ngài nhập niết bàn ha, quá lớn luôn.
Đây mới đẹp nè. Đấy. Đấy. Biết chiếu hai cây đàn hai bên nè. Rồi ok. Bầu trời chim bay hót quá xíu xích rồi. Cao hả? Hoa gì không biết hả? Này hoa này hoa gì lạ quá ha. Vàng lá trắng này. Đẹp quá. Chùa này bông giấy rất là nhiều. Nam mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật ha. To ở đây tượng ngày nào cũng to. Tượng ngài A Di Đà nè. Sao tượng ngài A Di Đà cái chùm bông giấy quá đẹp mà. Má trời cũng dễ đẹp, thấy sợ luôn. Cây này, cây thân cái gì mà nó bự. Lá là bờ. Ô, hoa sen tím. Hoa sen tím đây. Hoa sen tím ơi. Hoa sen tím ơi. À, màu tím ha.
Nhị Giang, mấy ốc bèo ha, chậu hoa sen, sen tím. Ngôi chùa rồi, khách xong rồi lên xe đi vậy đó, tham quan xong rồi. Nước nè, rồi phun quá. Đây ha, nhìn xa xa chùa đây. Đến đây lấy được 2 ngày à, cả Di Lặc và Đức Phật Niết Bàn. Rồi. Ủa, súng chứ sen. Súng tiếng. Rồi, dừng video này để mình ra phía trước tượng Ngài A Di Đà ha.